anh nhấn cái đầu đầu bự xuống nha. Cái đầu bự anh nhấn xuống. Chung. Khi anh nhấn xuống anh thấy nó cứng cứng thì được. Tại nó sẽ qua lớp bùn rồi tới lúc đất. Thì nó xuống cứng cứng được, đừng đâm sâu quá nó sẽ gãy luôn cái đầu. Cảm ơn Bồ Tát Long hỗ trợ. Không có tiền cho Bồ Tát Long nhưng có thể cho Bồ Tát Long ăn 3 bữa cơm. Được không quý vị? Anh ấy sẽ trồng rừng đước 8 tháng 3 tặng cho cha mẹ, tặng cho mẹ của mình. Đây, mai mốt cây đước nó sẽ to lên như vậy đây. Và đây là những cây đước em trồng vài tháng trước khi mà em làm cái chương trình tiên cá này, cái chương trình trồng rừng đước này. Và đây em cũng đang trồng dưới đây rất là nhiều cây. Cái khu vực này em đã trồng rồi nên em sẽ không trồng ở đây được. Ok, em cũng không quay phim được nữa. Rồi anh trồng bên đây đi chơi thôi, cho nó trồng bên đó mình trồng. Anh trồng bên đường dừa, khu vực dừa. Hey, let's go. Tí phụ tí ôn thôi hả? Không phụ anh đó hả? Trồng tới tối thì anh ấy sẽ được thấy lân tinh, là những ánh sáng trong đêm, là những tinh linh trong khu rừng. Trồng tới tối luôn nha. Mình trồng tới tối là hết luôn á. Không, mình trồng tới trời tối luôn, trồng hết luôn. Khỏi để tới mai đi, anh trồng hết khu dài dài khu đó là được. Anh trồng đây. Anh ấy sợ cá sấu, sợ những sinh vật ban đêm, sợ ma da, sợ các kiểu. Vậy mà không sợ tiêu. Tiêu chùm cuối ở đây luôn á. Tôi lặn cũng không cần đeo mắt kiến thôi quý vị, mắt em nhìn được trong nước. Đây là độ sâu 1,5 m hơn. Thì em thích trồng ở độ sâu này, em luyện khả năng bơi lặn của mình. Đó, nó khá sâu nên khúc này thì đá cá không muốn lặn. Nhưng mà thôi bây giờ em làm đây.